Rồi xin chào anh em nhé. Thì hôm nay em review bộ uh, Dewatt DCD 996 B2. Thì bộ uh, này uh, mã là con khoan là DCD 996 b có nghĩa là hai pin 5A và một sạc 115, một giỏ sách. Thì bộ này hiện tại đang có giá là 5 triệu 600 ngàn, bao gồm uh, một thân máy, hai pin 5A, một sạc kèm một giỏ sách thì em sẽ review cho anh em bộ này nhé đầu tiên là bộ 996 rồi ok đầu tiên là con 996 này thì nó sẽ có ba chức năng là chữ 11 cấp ngắt để anh em bắt vít khoan nhựa này kia à, chế độ khoan sắt tường à, chế độ khoan sắt gỗ còn chế độ khoan tường đó thì đối với bộ này thì anh em sử dụng cho công trình rất là ổn ok ngon lành khỏe Đối với dòng 996 của Dewatt nó ưu điểm hơn các dòng của tất cả các hãng khác là nó có tới 3 cấp chỉnh lực lượng, có nghĩa là 3 cấp chỉnh số 1 2 3. Còn bình thường một con khoan nó chỉ có 2 cấp thôi, số 1 số 2 thôi, còn Dewatt thì nó có thêm 3 số là cái ưu điểm lớn nhất của nó ở con khoan. Và tiếp theo là cái ưu điểm thứ hai là đèn rất là sáng và có thể chỉnh được đèn. Đó, là ưu điểm thứ hai của con 996 mà các con khoan của các máy hãng khác là không có. Gọi là không có ưu điểm này. Đó. Đó. auto từ sáng anh em làm đèn pin đèn pha nếu cấp điện luôn. Thứ nhất anh em nếu mà anh em nào mà mua để trưng bày thì anh em có thể uh, sử dụng khi cấp điện. Đó. Làm thành cái đèn pha trong nhà sáng nhưng mà mục đích chính của nó vẫn là sử dụng cho công trình ở nơi không có nguồn điện nhé không có điện thì phù hợp Đó. bình thường thì anh em có thể bật ở chế độ đèn đèn yếu có nghĩa là đèn không sáng để tiết kiệm pin rồi ok thì con này thì nó đi kèm là một cái tay cầm hai pin 5a và một cái sạc một cái gió sách đầu kẹp nó là đầu kẹp kim loại và khóa auto lock xịn luôn nha anh em đầu kẹp 13 ly Đó. thì hàng này là hàng chính hãng bảo hành cho anh em là 3 năm đối với thân máy pin sạc sẽ được một đối một trong vòng một năm thì đối với hàng hãng anh em lợi thế ở cái chỗ anh em mua một cục pin thì được bảo hành một năm yên tâm sử dụng luôn nếu anh em hư trước một năm thì anh em sẽ được đổi một cục mới cho nên là anh em rất là lợi khi anh em mua hàng hãng Việt Nam ví dụ anh em cùng mua một phân khúc là Dewatt một bộ như thế này mà hàng Mỹ giá thì có thể nó sẽ rẻ hơn cho anh em là tầm hai ba trăm nghìn đến năm trăm nghìn là cao nhưng mà nó lại nhược điểm ở cái chỗ là pin và sạc thứ nhất sạc của hàng Mỹ là 120V còn sạc của uh, Việt Nam là Zin 100, Zin à 202 luôn là cái ưu điểm để anh em sử dụng. Cái thứ hai, pin Việt Nam nó được bảo hành một đối một trong vòng Việt Nam một năm. Thì trong quá trình anh em cày công trình mà cày nặng á, gọi là sử dụng một con khoan là hàng ngày luôn, ngày nào cũng xài hết để đi công trình thì anh em nên mua hàng Việt Nam để được bảo hành. Thì yên tâm sử dụng tại công trường trong vòng một năm thì anh em sẽ được đổi mới khi anh em hư. Đó là chương trình của hãng Tích. Nói chung là hãng Dewatt, hãng Milky, hãng Magita gì đều có hết. Đó. Thì anh em yên tâm sử dụng khi anh em mua hãng là được cái gọi là bảo hộ một đối một đối với pin là tránh tình trạng là anh em mua về xài ép tải này kia nó bị lệch xeo này kia là nó bị tụt xeo hoặc là nó chết mạch này kia là anh em phải đi sửa thì nó lại được đổi cục mới luôn nguyên zin luôn cục mới zin luôn nha anh em thì anh em là lợi thế cái phần anh em pin sạc của hãng còn về vấn đề máy thì hiện tại 996 của Việt Nam giá lại rẻ hơn 996 của Mỹ. Anh em lưu ý nha. Con hàng Việt Nam giờ hiện tại là rẻ hơn hàng Mỹ. Chất lượng thì anh em so sánh thì như nhau thôi. Gọi là đồ bền. Của một con 996 ASEAN và một con 96 Mỹ thì cũng như nhau thôi. Lực siết này kia cũng tương tự nhau luôn, nó chỉ khác cái tem. Anh em lưu ý nha, khác cái tem có nghĩa là thị trường ASEAN thì nó sẽ là ký hiệu nó là 10 lạt 18V nhưng mà nó sử dụng pin 20V 18V là đều giống nhau hết nha anh em thứ nhất nói chung là mẫu mã bên ngoài nó khác mỗi cái tem và chức năng thì nó như nhau và độ bền và cấu tạo của nó thì cũng như nhau nó chỉ khác nhau là phần tem thôi đó thì những anh em mà sưu tầm thì thường thường người ta những anh em sưu tầm hoặc những anh em nào mà kỹ tính thì người, thường thường sẽ thích hàng mỹ hơn thì những anh em đó thì anh em nên sắm hàng mỹ theo nhu cầu sở thích của mình còn những anh em nào cài công trình mà chủ yếu là lấy đồ bền và lấy giá tốt và đồ bền này kia để sử dụng cho công trình của mình thì anh em nên sử dụng hàng hãng đó thì tùy nhu cầu của anh em mà em tư vấn thôi anh em thích hàng mỹ anh em cứ mua hàng mỹ bình thường tại vì bản chất mỹ hay việt nam thì nó cũng chất lượng ngon ok hết thì anh em đam mê hàng nào anh em sử dụng hàng đó còn em thì tư vấn cho khách hàng của em gọi là để sử dụng cho công trình là nhiều tại vì hàng Mỹ thì anh em thích thì em cũng có thể có hàng cho anh em nếu anh em có nhu cầu đó còn đây là em về chuyên về hàng Việt Nam với cái giá tốt tại Việt Nam dành cho những anh em nào đi công trình thôi đó rồi ok bộ này là 5 triệu 600 ngàn đó bao gồm một máy hai pin 5A và một sạc thì đối với hai pin 5A thì anh em yên tâm sử dụng luôn nhé. Hai pin 5A thì anh em có thể thay đổi qua lại sạc. Đối với sạc 115 thì anh em sạc chỉ trong vòng là một tiếng đồng hồ. Cỡ một tiếng đồng hồ là nó sẽ đầy pin rồi. Đó. Nguồn điện là 220 đến 240V zin luôn. Đó. Sạc này là sạc 4A. Đó. Thì anh em lưu ý nhé. Không phải là sạc 4A sẽ không sạc được sạc 5A. Mà sạc 4A là cái tốc độ sạc của nó nhanh hay chậm. Đó anh em lưu ý nhé cũng đây là 4A là thuộc dạng là sạc trung bình, cũng gọi là nhanh rồi. Đó, anh em sử dụng từ 4A đến 9A là dòng sạc nhanh rồi. Anh em lưu ý nha. Cho nên là đối với sạc 115 này là thuộc dạng là sạc tầm gần coi như là nhanh rồi đó. 4A là ok ổn, dành cho anh em sử dụng pin 5A. Đó. Rồi, ok. Anh em đầu 996 thì nhiều anh em biết rồi thì em chỉ báo giá cho anh em là chủ yếu thôi. Còn anh em nào mà mới xem video này thì có thể đến cửa hàng trực tiếp test máy. Con 996 này thì anh em khỏi phải chê nhé. Nói chung là anh em xài công trình được hết rồi. Thì nó thuộc dạng là phải cầm hai tay gọi là khi anh em khoan nặng á, phải cầm hai tay để tránh tình trạng là giặt máy này kia. Rồi anh em lưu ý nhá có ba tốc độ. Còn cái tiếng cạch cạch của máy là anh em lưu ý nhé. Khi thắng lại thì nó kêu cái cạch không có ảnh hưởng gì đến hết, đến đến máy hay là máy bị lỗi gì nhé. Anh em lưu ý nhé. Đó. Khi thắng lại là nó đập cái nhông đâu nó đập một cái thì nó kêu cái cạch. Máy nó là bình thường nha anh em. Đó. Còn anh em nào mà muốn không nghe cạch á, thì anh em có thể mua dòng độ khỏe nó yếu hơn, vòng tua nó chậm hơn thì nó sẽ đỡ kêu hơn. Đó, thì hồi nãy em sẽ review thêm một con nữa là 709 và 8796 và 709 thì anh em sẽ thấy được cái đồ êm của nó không có cái cạch tại vì nó sẽ yếu hơn và nó sử dụng búa nhỏ hơn, vòng tua chậm hơn. Đó. Rồi ok 5 triệu tư cho bộ này, anh cảm ơn anh em đã xem video. Anh em nào quan tâm đến kênh của em thì cho em một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh gì đó thì để nhiều người xem thấy kênh của em hơn Đó, thì em review liên tục cho anh em xem hàng thì hôm nay em sẽ review về đề quát ghép bộ cho anh em sẵn luôn cho nên những anh em nào mà chưa mua bao giờ thì anh em có thể mua một bộ luôn thì anh em lưu ý là có những bộ là nó một pin có những độ 2 pin thì tùy vào nhu cầu của anh em nhé. Thì em sẽ ghép bộ hai pin hết. Nếu anh em nào mà cảm thấy mà mình không cần dùng đến hai pin thì anh em có thể liên hệ em mua một pin. Rồi, cảm ơn anh em. 5 triệu 600 ngàn một máy, hai pin 5A, một sạc, một giỏ sách. Còn 996 này thì anh em khỏi phải lo nhé. Gọi là làm được hết công việc rồi. Gọi là mạnh tốt nó nằm trong tốt về đồ khỏe rồi đó đây một bộ của nó anh em anh em có thể bỏ một con 887 vào giỏ này nữa và một con mài vào giỏ này nữa nha anh em nếu như anh em nào mà có nhu cầu mua thêm mà 887 để thành một cặp hoặc là mua thêm mài thì anh em có thể bỏ trong giỏ này để anh em sử dụng đi công trình nhé một máy hai pin một sạc một gió sách 5 triệu 600 ngàn rồi ok đây anh em công trình đối với hai pin là thoải mái nha rồi cảm ơn anh em đã xem video chúc anh em uh, buổi tối vui vẻ